cũng đặt vấn đề đó lên hàng đầu, ảnh hưởng xấu đến con người và làm không khí của chúng ta ngày càng nóng lên, môi trường thì hủy hoại nghiêm trọng. Đã bao giờ quý vị nghĩ rằng việc tái chế rác thải thành các trang phục thời trang chưa? Vâng, điều đó sẽ giúp cho lượng rác thải và môi trường được giảm đi rõ rệt. Giấy, bao ni lông, chai nhựa, vải vụn cũng là loại rác thải chiếm số lượng lớn ở nước ta hiện nay. Chúng ta hoàn toàn có thể tái chế chúng. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một màn trình diễn thời trang của những người mẫu đến từ các câu lạc bộ của thôn Tân Thượng với trang phục làm từ sản phẩm tái chế với một mục đích chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với màn trình diễn vô cùng hấp dẫn và chắc chắn sẽ đem đến những tiếng cười vô cùng sảng khoái cho toàn thể quý vị. Người mẫu Hoàng Thị Thu, vâng, xin mời người mẫu Hoàng Thị Thu sẽ ra sân khấu. Chúng ta lộ trả bóng tay cho đồng nghiệp đã chào.
người mẫu Hoàng Thị Bình với trang phục áo mớ 3 mớ 7 được tái chế từ vải bạc vàng. Người mẫu chúng ta vô cùng duyên dáng và éo. Hình ảnh người phụ nữ với áo thiên thân mớ 3 mớ 7 ở những vùng nông thôn Bắc Bộ đã đi vào thơ ca và trở thành biểu tượng cao đẹp của người con gái thời xưa, và hôm nay đã được tái chế từ vải bạc. Các thầy quý vị thấy áo mớ 3 mớ 7 có đẹp không ạ? Rất là đẹp đúng không? Và xin cảm ơn người mẫu xinh đẹp Hoàng Thị Bình với số báo danh 05 phải không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với người mẫu tiếp theo với cái tên rất là hay, đó là người mẫu Lương Thị Ly. Và xin mời người mẫu Lương Thị Ly với chiếc áo dài được tái chế từ túi bóng. Ta thấy quý vị hãy đồng chạm tay thật lâu chưa để chào đón một trang phục màu trắng tinh khiết, tinh khôi, vô cùng nhẹ nhàng đáng yêu. Vâng, dù ở đâu, Paris, London hay những biển xa, các cái áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi. Không ngẫu nhiên mà lời bài hát Màu Áo Quê Hương của nhạc sĩ Tường Huy Thiên Tùng đã trở nên thân quen đối với người dân Việt Nam, và hôm nay đã được thể hiện vô cùng nhẹ nhàng độc đáo qua người mẫu Lương Thị Ly. Vâng, tất cả quý vị chúng ta hãy đồng chạm tay thật lòng nhiệt lên ạ để cổ vũ cho những người mẫu xinh đẹp của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với người mẫu Hoàng Thị Đông. Vâng, xin mời người mẫu Hoàng Thị Đông sẽ ra sân khấu cùng gặp tới tất cả quý vị váy dài được tái chế từ túi bóng. Đây là bộ trang phục được làm hoàn toàn từ túi ni lông mang tên Nữ Hoàng Của Gió, với một cánh thiết tha được cách lên từ những túi ni lông dài tạo thành những dải lụa thiết tha trong gió. Người mặc trang phục cảm thấy tự tin, nhẹ nhàng bước đi trong gió. Qua đây, người mẫu Hoàng Thị Đông của chúng ta muốn gửi đến thông điệp: hãy bảo vệ môi trường, không khí của chúng ta ngày càng trong lành. Và tiếp theo sẽ là biểu buổi trình diễn của người mẫu Trinh Thị Lanh. Vâng, xin mời người mẫu Trinh Thị Lanh với áo váy tái chế từ rau cần đúng không ạ? Và từ rau cần nhìn thấy trang phục của chị là đã cảm thấy là có tâm hồn đang hướng rồi ạ.
Vâng, và tiếp theo là người mẫu Nguyễn Thị Hường đến từ xứ biển Vườn Đức. Vâng, xin mời. Vâng, người mẫu với trang phục tái chế quý báu với chiếc váy vô cùng là duyên dáng đáng yêu đã gửi tới toàn thể quý vị trong buổi diễn đất nay. Xin cảm ơn người mẫu rất nhiều.
rồi, tạm thời quý vị, chúng ta đã được thưởng thức một màn trình diễn vô cùng bản nhãn của những người mẫu rất là xinh xắn xinh đẹp đến từ những câu lạc bộ trong thôn Tân Thượng với trang phục rất là ý nghĩa, được tái chế từ những sản phẩm như túi ni lông, bao vải bùn vân vân. Và tôi hy vọng rằng qua sáng tạo độc đáo từ bộ sưu tập thời trang của những người mẫu đáng yêu kia thì tất cả chúng ta sẽ chung tay bằng những hành động nhỏ nhất để bảo vệ môi trường của chúng ta luôn xanh sạch đẹp ạ. Vâng, và trong buổi lễ kỷ niệm Bích Tinh chào mừng 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 hôm nay thì thân thân hội của chúng tôi rất là vinh dự được chào